Xin được mến chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, với bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối thì tập luyện thực sự là một phương pháp rất có lợi. Vì thế ngày hôm nay chúng tôi thực hiện video này được biên soạn bởi bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Thắng, trưởng khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ giới thiệu đến với tất cả quý vị để giúp quý vị có thể tập luyện, giúp phòng ngừa và khắc phục được chứng thoái hóa khớp gối của mình. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Tại sao tập luyện lại có tác dụng điều trị thoái hóa khớp gối? Ngoài ra, nó có tác dụng phòng tổn thương thêm lên khớp gối đã bị thoái hóa bởi những lý do sau. Thứ nhất, tập vận động cơ sẽ giúp các bao hoặc dịch ở đầu các cơ, cạnh khớp tiết dịch chủ động vào khớp để bôi trơn khớp. Dịch này cũng có tác dụng nuôi sụn khớp và tái tạo sụn khớp. Thứ hai, khỏe mạnh gân cơ quanh khớp giúp bảo vệ khớp gối. Thứ ba, các khuyến cáo trên thế giới đều thống nhất rằng tập luyện có tác dụng bảo giảm triệu chứng và bảo vệ khớp với chứng cứ mạnh. Hiện tại thì các bác sĩ điều trị bệnh đều dựa vào các chứng cứ để lựa chọn điều trị. Vậy tập luyện là lựa chọn hàng đầu cho điều trị thoái hóa khớp gối. Ngoài ra thì quan điểm gần đây về tế bào gốc điều trị thoái hóa khớp gối thì tập luyện được cho rằng kích thích tế bào gốc trong tủy xương tham gia tái tạo, sửa chữa sụn khớp. Các động tác nên tập phải đạt được mạnh cơ và thư giãn khớp. Có các tư thế tập dưới đây. Thứ nhất là ngồi. Thứ hai, quý vị có thể nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm sấp. Hạn chế tập tư thế đứng nhé quý vị, đặc biệt khi khớp đang đau, biến dạng khớp nhiều. Các động tác tập trong tư thế ngồi. Bạn chọn ghế hoặc giường có độ cao để ngồi trên mép giường, hoặc ghế chân có thể vận động tự do, đá chân, đu đưa chân để thả lỏng khớp gối. Nếu như tập với tạ thì cố định tạ tại hai cổ chân, rồi đá chân ra trước luân phiên, đá với tạ để tăng cường sức mạnh gân, cơ quanh khớp gối. Duỗi thẳng gối một chân, vận động co duỗi bàn chân, duỗi khoảng 5 lần rồi đổi chân. Bắt chéo chân ở vị trí cổ chân, chân dưới đá lên, chân trên giữ nhẹ lại để tạo kháng lực, làm khoảng 3 đến 5 lần, đổi chân và tiếp tục làm như vậy. Ngoài ra thì quý vị có thể dùng dây thun cột ở chân ghế, chân giường làm kháng trở tập tăng sức mạnh với cơ. Tập với gối thì đặt một gối giữa hai khớp gối, dùng hai chân ép chặt lấy gối cho cơ mặt trong khớp gối gồng lên, giữ khoảng 5 đến 10 giây, thả lỏng cơ và làm động tác tiếp theo. Động tác này để tập cơ mặt trong đùi. Tập mạnh cơ mặt ngoài đùi. Quý vị dùng một băng vải quấn phía trên khớp gối, tập bằng cách dang đùi ra để căng gồng cơ mặt ngoài đùi. Tiếp theo là tập trong tư thế nằm ngửa. Nằm ngửa và đưa chân lên và đạp giống như đạp xe đạp. Nâng chân và co duỗi bàn chân. Nâng chân lên khoảng 45 đến 90 độ, rồi từ từ co duỗi bàn chân tối đa khoảng 5 lần rồi đổi bên. Ép gót chân. Dùng một gối ôm đặt dưới cổ chân, tập bằng cách ép chặt hai cổ chân, gót chân xuống gối. Để tăng sức mạnh có thể ép gót xuống, đồng thời nâng cả mông người lên khỏi giường. Tập nâng chân với tạ thì cố định tạ quấn tại hai cổ chân, nâng chân lên, giữ khoảng 5 đến 10 giây rồi đổi bên. Nếu tập trong tư thế nằm sấp, co duỗi gối, có thể với tạ hoặc là không với tạ ở cổ chân, co duỗi đều và liên tục. Động tác nâng chân ra phía sau, có thể dùng tạ hoặc không. Nâng một chân lên tối đa có thể. Bạn giữ khoảng 10 đến 30 giây, rồi hạ xuống và đổi bên. Ép cổ chân. Đặt gối ôm ở cổ chân, ép hai cổ chân xuống gối. Có thể nâng cả người lên để tăng sức mạnh, giữ khoảng 10 đến 15 giây rồi hạ xuống, thả lỏng và làm động tác tiếp theo. Có thể dùng một dây thun cố định ở đầu giường và cổ chân, rồi tập co chân với kháng lực là dây thun. Nếu tập tư thế nằm nghiêng, bạn nằm nghiêng, có hoặc không có tạ cổ chân, nâng nhẹ chân rồi đá chân ra phía trước, rồi đá về phía sau, làm khoảng 5 lần như vậy, rồi đổi bên.
dang chân trong tư thế nằm nghiêng với có hoặc là không có tạ cổ chân. Tập dang chân lên khoảng 45 độ, giữ khoảng 5 đến 10 giây rồi hạ chân xuống, thả lỏng và làm động tác tiếp theo. Mỗi bên tập khoảng 5 đến 10 động tác rồi đổi bên. Trên đây là những động tác nên tập cho người bệnh thoái hóa khớp gối vì nó thực sự có tác dụng chữa bệnh. Ngoài ra thì những người lao động trong tư thế bất lợi cho khớp gối, béo phì, có các bệnh nền khác như là tiểu đường, mỡ máu, tăng huyết áp thì đều có thể tập. Một vài chú ý khi tập như sau. Chia nhiều lần tập trong ngày, tối thiểu 2 lần một ngày. Không nên tập cùng một lúc quá lâu sẽ gây quá tải cơ, gây mỏi và đau cơ. Mỗi động tác nên tập dao động từ 5 đến 20 lần. Thời gian đầu tập ít rồi tăng dần lên. Nếu sau tập thấy đau, mỏi, sưng tăng lên thì giảm thời gian và số lần tập xuống. Các động tác khác có thể tập kết hợp bơi, đạp xe và dưỡng sinh. Hạn chế các động tác làm tăng trọng lượng lên khớp gối như là chạy nhảy, lên xuống cầu thang và khi đang đau sưng nhiều cũng tập hạn chế. Điều trị bằng thuốc. Khi bị đau sưng nhiều thì có thể dùng các thuốc giảm đau chống viêm. Khi sử dụng phải có chỉ định của bác sĩ. Khi khớp gối bị sưng, đau là quá trình viêm đang phát triển. Đây là quá trình làm tăng tổn thương lên khớp, lên sụn khớp, nên bạn cần sử dụng thuốc để giảm quá trình tổn thương này. Các thuốc đông y cũng là lựa chọn, có rất nhiều bài thuốc vị thuốc đông y đã được chứng minh về tác dụng điều trị. Có thể lựa chọn các phương pháp không dùng thuốc khác, đặc biệt là các trường hợp sử dụng thuốc giảm đau, chống viêm, có thể gây tác dụng phụ với dạ dày. Các phương pháp không dùng thuốc được đánh giá là có hiệu quả, bao gồm sóng ngắn, châm cứu, điện phân, siêu âm, nên lựa chọn điều trị phối hợp với tập luyện. Thưa quý vị, hy vọng là những động tác trên đây được giới thiệu bởi bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng sẽ giúp cho quý vị có thể khắc phục được cũng như là phòng ngừa được chứng thoái hóa khớp gối của mình. Và chúc quý vị thành công. Thân ái chào và hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.